Dạ vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Trước mắt quý vị là dòng bơm nước 2,2 kW 3HP, công suất tối đa lên tới 85 đến 90 khối một giờ, phù hợp cho quý vị và các bạn sử dụng để tạo ao. Thì hôm nay em xin phép được test chiếc máy này cho quý vị và các bạn thấy được công suất của chiếc máy 2,2 kW 3HP, tua 1.400 vòng một phút ạ, ống hút xả là phi 110. Thì bây giờ em xin phép là chạy thử cho bác ở trong Sài Gòn, trong Hồ Chí Minh. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải dùng cái chiếc chúng ta sẽ phải lắp ống hút. Chiếc máy này hút xả phi 110 là rất là mạnh, nó rất là lớn đấy. Nó chuyên phục vụ công tác tạo ao. Bây giờ em xin phép là đóng. Cần phải đóng thật chắc chắn. Thật chắc chắn. Kê kích máy cẩn thận, tránh trường hợp máy nó lao xuống nước đấy, rất là nguy hiểm. Rồi sử dụng, chúng ta khi sử dụng nó chập điện, khi lao nước nó chập điện, dẫn đến điện truyền xuống nước, con người mình rất là nguy hiểm, chúng ta phải lưu tâm cái điều này. Ở đây thì là máy mới, nên là em sẽ cắm điện và thử cho quý vị xem. Mấy cái ông quấn dây có chịu thật. Chiếc máy thì được tích hợp một chiếc Atomat hiệu Trung Quốc. Bây giờ thì em sẽ tiến hành mối nước. Quý vị đừng rời mắt khỏi màn hình để có thể xem chiếc máy bơm tạo ao này. Nhà ta có ao, cần đến chiếc máy bơm này thì chúng ta lưu ý. Máy rất mạnh ạ. Vì là ống đường ống nó to nên chúng ta sẽ mồi thời gian lâu hơn. Nếu như quý vị dùng ống hút mà lên đến 5m thì chúng ta mồi rất là lâu đấy. Đây em dùng ống hút có khoảng 80 phân nên đã lâu rồi. Ok, nước tràn ra mặt là chúng ta sẽ ok quý vị nhé. Nếu chúng ta có dẫn ống thì chúng ta khi nước tràn lên mặt chúng ta sẽ lắp ống dẫn vào. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bật cầu dao, chúng ta sẽ giữ máy bật cầu dao. Chiếc máy 2,2 kW 3HP full cực khỏe luôn ạ. Anh em có thể thấy cũng rất cao nhưng mà nước đang cấp vào không đủ, nước cấp vào không đủ. Dạ vâng. Xin em thi tiến hành bật lại công tắc. Nước phun thì vãi nồi luôn. Phun quá cao và xa. Em phải bật nước rất cao. Chiều xa này rơi vào khoảng 3,5 m. Với một con máy phi 110 mà phun xa 3,5 m là một điều quá kinh khủng đấy ạ. Anh em có thể nhìn thấy nước tương đối là đầy đấy ạ. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm máy bơm nước này thì quý vị vui lòng liên hệ theo số máy ở dưới màn hình để được tư vấn và hỗ trợ về sản phẩm máy bơm nước 3 ngựa chuyên các ao các ruộng. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã xem video của em. Quý vị hãy đăng ký kênh để ủng hộ em. Cùng tin, xin cảm ơn. Tắt rồi nhé. Quý vị tìm kiếm điện máy bình dân và nhấn nút đăng ký, nhấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những video mới của mình nhé. Xin cảm ơn.